vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng một siêu phẩm loa trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Chiếc máy quay là cặp loa JBL được thiết kế theo hình kim tự tháp và đây cũng là một trong những model được mệnh danh là đẹp nhất và quý nhất của hãng JBL đến từ USA với model TNX260. Đây là phiên bản kỷ niệm 65 thành lập hãng JBL tại Mỹ và được các kỹ sư cũng như là các chuyên gia nghiên cứu và chế tạo ra cặp loa JBL model TNX260 có cấu hình khủng long và được thiết kế theo biểu trưng của kim tự tháp Ai Cập cổ đại. Rất đẹp và với vẻ đẹp kỳ dị cũng như là mức độ sang trọng của cặp loa này, chúng ta có thể thấy rõ được đẳng cấp của hãng loa này mang lại cho người chơi trên khắp các quốc gia trên thế giới một thương hiệu cũng như một đẳng cấp và một cái nhìn khác biệt so với những model loa thông thường. Và bây giờ tôi mời quý vị cùng quan sát với cặp loa còn đang mới như khui thùng. Đây là những cặp loa siêu tầm. Quý vị lưu ý rằng khi đã nói rằng những cặp loa siêu tầm thì chúng ta sẽ thấy được cái độ mới của nó. Chỉ còn thiếu mỗi cái thùng xốp tự tay tôi bóc thôi. Nó còn nguyên tem cờ của một hãng rất lớn nhập khẩu từ bên Mỹ về. Chiếc máy quay là cặp loa JBL hay còn gọi cách khác là kim tự tháp Ai Cập cổ đại. Chiếc máy quay sở hữu có trọng lượng nặng 80kg. Toàn thân của nó được bóng như soi gương tới từng cm. Chúng ta có thể soi gương ở bất kỳ một phía nào. Nặng 80 cân. Và chiều cao sở hữu 1m2. Chiều ngang của nó phía dưới chân chúng ta thấy rằng nó lớn tới 50cm và được thiết kế theo hình vát của kim tự tháp. Rất đẹp. Về phía mặt trước chúng ta cùng quan sát trên model này. Trước khi quan sát chi tiết thì chúng ta cùng tham khảo một vòng xung quanh cặp loa này. Xem cái kim tự tháp cổ đại này nó sẽ có gì hay ho và có gì đẹp so với những cặp loa thông thường. Với là 100 Century Gold thì cũng là một trong những model kỷ niệm của hãng. Nhưng khi mà chúng ta bắt gặp được những cặp như TNX260 này thì nó còn gấu hơn N100 Century rất nhiều. Tôi lưu ý với quý vị ngay từ đầu như vậy. Giải trầm của nó thì có lẽ rằng nó gần gấp 2 cặp N100 xe. Theo đúng hình kim tự tháp. Đây là phía mặt trước. Chúng ta quan sát phía sau lưng. Cặp loa của nó còn mới tinh nhá quý vị nhá. Không phải là hàng bãi, có những thứ thì vất đi rồi, nhưng có những thứ thì còn mới vừa vừa, có những thứ còn mới tinh. Đó. Chúng ta quan sát này, một vết chảy hoàn toàn sẽ không có. Phía sau lưng của nó đang soi gương này. Đó, quý vị nhìn thấy tôi đang đứng trước máy quay này. Đó, nó sẽ in hình vào đây. Ống hơi thở về phía sau lưng. Với chế độ thiết kế đánh bida, đánh 4 cầu. Chúng ta có thể chơi độc lập cho phần trung âm và phần check và phần giải súp bát riêng của cặp JBL. Ở đây là phần thông số phụ này, những cái tem nhập khẩu này của hãng nhập khẩu và còn nguyên tem niêm phong cũng như là bảo hành này từ bên Mỹ về này. Đó. Đây là phần thông số phụ phía sau lưng và cả chấu đấu dây cũng như là cảnh báo vận chuyển, ống hơi, serial number, tem cờ phía sau lưng còn đầy đủ. Quý vị thấy đã không ạ? Nó đẹp tới từng cm. Tôi có thể nói rằng rất là hiếm khi mà mới gặp ở những cái cặp loa mà nó gấu và nó đẹp như thế này. Cao 1m2, dưới chân của nó là 50 và trên của nó theo hình vát của kim tự tháp. Tất cả từng cm được thể hiện soi gương. Sở hữu công suất của nó ở ngưỡng 500W ở mức trung bình. Và trên model này trở kháng 8 ohm. Và độ nhạy của cặp TL260 này nó đạt 94 dB. Ở đây thì chúng ta cùng quan sát về phía mặt trước. Tất cả các chi tiết của nó được xi bạ vàng màu vàng 24K. Tôi chẳng biết là vàng thật hay là xi vàng hay là vân vân, thì quý vị có thể trải nghiệm. Nó sang trọng hết nấc rồi. Với model này JBL bản TL260 đó, nó ghi rõ là kỷ niệm 65 này. Quý vị đọc tiếng Anh nhỉ? Đó, tôi đọc cho quý vị là TL model 260 Limited Edition có xuất xứ đến từ USA. Bản kỷ niệm 65 và là bản limited thì đã là phê lắm rồi. Và kỷ niệm 65 thì chắc chắn rằng các kỹ sư của hãng lớn như thế này thì nghiên cứu nó sẽ đẹp tới từng con ốc. Quý vị cứ nhìn tinh nhẹ, từng con ốc của nó cũng là đẹp ạ. Chứ không nói gì là những cái chi tiết khác. Với trang bị trên cặp loa siêu khủng long này gồm một bát súp chuyên cho giải trầm sâu. Đường kính của nó là 33cm, gân đúc cao su này. Và nó có tới 2 cái nam châm. Trên cái thùng cao 1m2, ngang của nó dưới tới 50, điểm lớn nhất. Đó, quý vị thấy rằng nếu như quý vị chơi bản kỷ niệm N100 Century Gold 70 củ thì quý vị có so được không ạ? Bát này thì nó ăn đứt rồi, nó chấp một mắt luôn rồi.
Đặc biệt nữa là tiếng trầm của nó xuống rất là sâu. Tôi đang ghép với con đẩy EV của Mỹ, trầm của nó đã sâu thẳm tới lòng đất luôn rồi, chứ không cần nói gì Nukman, Akufei hay là vân vân. Nó rất là dễ ghép âm đi. Đây là ưu điểm đầu tiên. Bỏ xa là 100 cm, hoàn toàn không có cửa do đọ về giải trầm. Nó có thể cân 6/10 trên TNX260. Đây là ưu điểm thứ nhất. Và phần bên trên chúng ta cùng quan sát. Trên model này được trang bị một trung âm, đường kính của nó là 18 cm. Đây là quả trung trầm, vẫn gân cao su đúc, và lam châm từ của nó rất là lớn, toàn thân là xương đúc. Quý vị thấy rằng nó đẹp tới từng con ốc trên model loa này. Đó. Cặp chiếc loa thứ ba phía bên trên là một trung âm. Đây là một quả trung cao, đường kính 12 phân, cái lam châm từ gần bằng mặt loa. Cái lam châm từ của quả trung trầm 18 này, của nó cái nam châm của nó cũng rất là lớn đấy ạ. Nó chiếm tới 2/3 mặt loa, quá gấu. Và phía bên trên cùng là tổ hợp check. Đó, chúng ta thấy rằng ít cái loa mà trang bị can này, rồi check dome này, màng titanium này, chất liệu hợp kim, hai quả check tạo thành một tổ hợp check, mang lại cho giải check hoàn toàn là trong suốt. Quý vị cùng nghe này, tôi sẽ lướt lại tiếng check này. Đó, chúng ta cùng nghe để thấy rõ này. Check của nó trong suốt, nghe cái tiếng tách tách cực kỳ là phê hai cái lỗ tai. Đó, chúng ta tụt xuống và nghe dài trầm này, cái tiếng trầm của nó nghe nó thả cái quỳnh lỗ tai một cái quá đã lỗ tai. Trung âm này, quý vị nghe trung trầm này và trung cao gõ này cực kỳ là phê. Tôi không có điều gì mà để diễn tả nó hay ho hơn. Quý vị có thể thấy được rằng một tuyệt phẩm loa sở hữu từ hình dáng cho tới phong cách, độ sang trọng, chất âm và độ gấu vô cùng. Hoàn toàn chúng ta không có điều gì để mà bạn nói đến. Đó, một dòng nhạc này, tôi sẽ lướt qua tiếp theo lại một dòng nhạc nữa này. Chúng ta nghe cái lời hát phát nữa. Quý vị nghe này. Chảy xước, mặc dù nó có trọng lượng là 80 kg. Trung âm nồng nặc, bát thả sâu lòng đất, check của nó thể hiện trong suốt và rõ từng tiếng nhẹ nhàng nhỏ nhất. Quý vị thấy chưa? Chúng ta cùng hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa. Gặp loa rất là lớn nên là quý vị lưu ý rằng khi tôi quay cái máy quay thì để như thế này thì nó không thu hết. Đó nên là chúng ta nhìn hơi khó, tôi sẽ để check nhá. Xa ra một chút thì nhìn nó hơi nhỏ, để tôi đi rất là xa. Quý vị quan sát kỹ nha. Bởi vì rất là to, chiều ngang dưới chân của nó là hai loa của nó là tới 1 mét rồi, 50-50 là 1 mét luôn rồi. Những quý vị nào mà làm trong phân khúc hạng sang, ở đây là những cặp loa hạng sang là chắc rồi, không thể nói rằng là những cái hạng bình dân hay vừa vừa nữa. Và những cái cặp loa như thế này thì tôi lưu ý với quý vị rằng có khi hàng năm hoặc vài năm thì mới thấy được một đôi. Nhất này lại còn mới nguyên tem cò như thế này. Chắc chắn rằng cặp loa này thì Tây nó chưa dùng rồi, không thể nói rằng dùng rồi nữa rồi. Đó, quý vị có thể đào bới và tìm kiếm trong nước được những cái bản JBL gấu và đẹp như cặp loa trước máy quay. Là một điều không dễ đâu ạ, có khi tìm toát mồ hôi là chẳng có đâu ạ. Với những cái cặp loa mà phiên bản kỷ niệm của hãng thì tôi lưu ý rằng bao giờ người ta cũng sẽ trau chuốt và người ta đi sâu từ chất âm cho tới hình thức và cho tới đẳng cấp của nó. Người ta thể hiện một cái phong cách gì đó mà mang lại cho tên tuổi của hãng sẽ lẫy lừng trên thế giới. Và với hãng JBL và nhất là model bản Limited với model TN260, chúng ta có thể thấy ngay một điều được rằng đẳng cấp của nó là dư thừa. Bây giờ tôi sẽ cho quý vị trải nghiệm và thấy được rằng một chút nhạc với tiết tấu nhanh đi. Chúng ta sẽ nếm trải cái tiếng trầm sâu xuống lòng đất của nó thế nào, được gọi là sâu xuống lòng đất và nó đánh phê cỡ nào. Quý vị cùng trải nghiệm. Đó. Cái tiếng ào ào mà quý vị đang nghe thấy là phần cửa hàng của tôi đã bị phải kêu lên rất mạnh rồi. Khủng khiếp. Rất kinh khủng. N100 mà anh em chơi đắt tiền còn đắt hơn TN này. Nhưng
nhưng mà độ to lớn này, độ đẹp này, hay chất âm này, quý vị đừng sợ. Khủng khiếp chưa? Các cái tiếng ào ào xung quanh là phần cửa xếp khi tôi đang đóng là cách đây khoảng 6 mét đang là phải rung lên ào ào rồi. Kinh điển với tuyệt phẩm loa này. Rất là ghê gớm với giải trầm. Tôi lưu ý với quý vị rằng trên TNX260 này, tuy nhiên rằng bát 33, nhưng mà chúng ta lưu ý rằng bát của nó là đảm nhiệm chuyên biệt cho giải trầm sâu. Nó rất là nực và còn kèm theo một quả bát trung trầm của nó là 18 nữa. Quý vị thấy rằng khi mà cái tiếng trầm nó thể hiện rất là nhiều cặp loa bát 40 thì còn phải gọi nó bằng sư phụ riêng về giải trầm. Không riêng về gì về tiếng trầm lớn và mạnh đâu ạ. Chúng ta phải thấy rõ được rằng độ sâu của giải bát nó mang lại cho người nghe cực kỳ là sướng hai cái lỗ tai. Cái chất của nó thì chúng ta phải tìm kiếm những vấn đề này. Và với phần lời trung âm của nó nồng nậu thì chúng ta có thể thấy rõ nhất trong đoạn clip mà tôi vẫn hay thường test và những bài hát quen thuộc. Và giải check của nó thể hiện hoàn toàn là trong vắt. Trong đoạn clip này thì bây giờ tôi lại chuyển lại một cái bài hát cũng hay thường test trên kênh nữa để cho quý vị và các bạn lại cùng thưởng thức sau cái giải trầm uy lực như là sấm này rồi. Và chúng ta quay trở lại với lời trung âm nồng nọng. Thế nào được gọi rằng trung âm nồng nọng và sự chi tiết tới từng nốt nhạc thì chúng ta lại cùng nghe trên TNX260. Đây là bản chúng ta lưu ý rằng bản Limited Edition đến từ USA, một cặp loa siêu khủng long. Và đây còn gọi cách khác rằng một cái kim tự tháp Ai Cập cổ đại bóng soi hương trước máy quay. Mời quý vị cùng nghe. Thôi. Quý vị đang nghe bản hương tình vũ rồi nhưng mà vẫn thấy cái tiếng trầm của nó dã man luôn. Huỳnh phát đó, tiếng nhạc cụ này, róc rách này. Về hai cái nốt này, tôi phải giảm giải trầm xuống, có lẽ rằng trầm mạnh quá rồi. Chưa tới 50% trầm đâu quý vị nha. Lẽ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài. Từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà. Lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào. Lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ thấy em xa của vui đèn hát yêu soi dáng gầy cô nữ lệ khóc cho đầy nhớ thương lệ ước duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương buồn trước năm sáu quý vị nghe tiếng bích của nó các bạn hát như thế này thì còn phê đòi luôn 6 7 8 9 10 bên hai alo 5 6 7 8 9 quả rằng giật mình với tiếng bích của TNX260 chắc chắn rằng bốt 601 thì anh em đừng so rồi lực đánh thì nó gấp vài lần rồi tiếng bích của nó này khê không ạ 5 6 7 8 9 10 alo bên hai 3 4 một cặp loa nguy hiểm rất là đáng chơi và sưu tầm